Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vừa qua, thông tin về việc Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ đang khiến cho dư luận hết sức bất ngờ và bức xúc. Theo kết luận, ông Nguyễn Ngọc Ánh có liên quan tới các sai phạm trong quá trình thanh tra và kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng ở một số khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái tại huyện Đức Trọng, Câu hỏi được đặt ra là dự án này có quy mô khủng ra sao, quá trình thực hiện dự án đã được triển khai như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi. Mới đây căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Ánh được xác định có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, công ty Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Được biết, công ty Sài Gòn Đại Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án khu đô thị Nam Đà Lạt, khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh vào ngày 30 tháng 12 năm 2010 tại huyện Đức Trọng với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tổng số gần 3.600 hecta đất được địa phương sao cho công ty Sài Gòn Đại Ninh làm dự án, có đến hơn 1.000 hecta rừng, trong đó có 342 hecta rừng tự nhiên. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án là trong khoảng 9 năm, từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, sau hơn 12 năm triển khai, đến nay dự án của công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn bị chậm tiến độ, dính vào hàng loạt lùm xùm như để mất rừng, thiếu năng lực tài chính, không có năng lực triển khai dự án. Cũng vì lý do này mà vào tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi đất của dự án theo công bố kết luận thanh tra 929 KLTTCP. Ngay lập tức, công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Nam cho rằng không vi phạm về nghĩa vụ tài chính như kết luận của thanh tra chính phủ. Số lượng rừng và lâm sản đã bị mất như đoàn thanh tra kết luận là không thực tế. Thanh tra chính phủ kết luận một số hạng mục không giấy phép xây dựng là không đúng và cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ vì năm 2018 khi doanh nghiệp sẵn sàng triển khai dự án thì bị thanh tra từ những giải trình trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh đề nghị thực hiện quyền giải trình khiếu nại với kết luận 929 KLTTCP của thanh tra chính phủ, đồng thời cam kết có đủ năng lực tài chính, đề nghị cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án. Đến tháng 7 năm 2021, dư luận tại Lâm Đồng khá bất ngờ khi thanh tra chính phủ ra thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung của kết luận thanh tra trước đó về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký. Cụ thể Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án và gia hạn cho dự án xây dựng. Điều chỉnh theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất đai theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt. Đáng chú ý, trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Đến cuối tháng 10 năm 2021, để tiếp tục thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu công ty Sài Gòn Đại Ninh cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, gồm báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán, cam kết hỗ trợ tín dụng của tổ chức tín dụng, bản cam kết tiến độ thực hiện dự án trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng phân kỳ đầu tư cụ thể theo quý và dự kiến tổng vốn đầu tư. Cụ thể, hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư cam kết không chuyển nhượng dự án trong thời gian được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận gia hạn theo quy định tại văn bản số 3310 UBNZDC ngày 24 tháng 5 năm 2021. Ngoài ra, chủ đầu tư còn phải chuẩn bị nguồn lực về tài chính, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi cơ quan nhà nước có thông báo và tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết. Liên quan đến dự án này, vào sáng ngày 15 tháng 3 tại thành phố Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp để xem xét thi hành kỷ luật đảng viên. Tham dự cuộc họp ngoài các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, còn có đại diện lãnh đạo vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương và vụ Địa bàn 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, cơ quan này đã thống nhất đề nghị Trung ương khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh. Được biết ông Nguyễn Ngọc Ánh đang giữ vai trò là tỉnh ủy viên thuộc Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Ánh đã có nhiều năm công tác trong ngành thanh tra và được bổ nhiệm chức vụ Tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng giữa năm 2019. Với hành vi tiếp tay cho sai phạm, trì hoãn tiến độ công trình, lấn chiếm đất rừng, liệu trong thời gian sắp tới, ông Nguyễn Ngọc Ánh sẽ phải đối diện với hình phạt nào? Câu trả lời này vẫn đang chờ đợi từ phía cơ quan chức năng. Vụ việc tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt tạm giam gây xôn xao dư luận không chỉ bởi đây là một cán bộ quản lý nhà nước mà còn là người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng của địa phương, nhưng chính bản thân lại có hành vi tham nhũng. Trước sự việc này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đã nói gì? Vụ án đang được mở rộng điều tra và hành vi vi phạm của ông Ánh chưa được thông tin cụ thể về thời gian và mức độ tham nhũng. Tuy nhiên, từ việc ông Nguyễn Ngọc Ánh bị khởi tố bắt giam, dư luận đặt vấn đề ông ánh làm người đứng đầu một cơ quan chống tham nhũng và là thành viên của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh lâm đồng nhưng lại tham nhũng thì chống ai ai chống dù trường hợp như ông ánh chỉ là con sâu làm dầu nồi canh nhưng cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả đấu tranh trong phòng chống tham nhũng làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật đại biểu phạm văn hòa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp cho rằng tham nhũng không chừa bất cứ ai ai cũng có thể tham nhũng được đặc biệt là những người trong các cơ quan bảo vệ pháp luật như thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan phòng chống tham nhũng, cơ quan thường trực phòng chống tham nhũng ở tỉnh. Trong đó cơ quan thanh tra là chủ lực để làm công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng lại thể hiện hành vi tham nhũng. Đây là vụ bê bối rất lớn trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Đại biểu Hòa nói: anh làm ở cơ quan phòng chống tham nhũng, được Ủy ban Nhân dân giao nhiệm vụ, mà lại là người đứng đầu cơ quan đơn vị mà anh lại tham nhũng là không thể chấp nhận được. Hành vi này làm ảnh hưởng đến uy tín chính quyền và cơ quan phòng chống tham nhũng ở địa phương. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, ông Nguyễn Ngọc Ánh là tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, tức là người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng, mà lại có hành vi nhận hối lộ thì phải xử thích đáng, trừng trị nghiêm minh. Đại biểu Phạm Văn Hòa nói, phải xử ở mức hết khung nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự chứ không phải được miễn trừ hay được hưởng khoan hồng thành tích này thành tích kia. Bởi tránh thanh tra tỉnh là người am hiểu pháp luật, thực thi phòng chống tham nhũng nhưng lại vi phạm. Theo đại biểu Hòa, qua vụ việc trên cũng đặt ra vấn đề, làm sao để tuyên truyền, giáo dục đạo đức phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của những đối tượng trong tổ chức phòng chống tham nhũng để họ không muốn, không ham, không thực hiện những hành vi tham nhũng, lấy lại niềm tin đối với nhân dân và công chức viên chức. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ban chỉ đạo nhấn mạnh: Nhiều lần tôi nói rồi, ai ở trong cơ quan phòng chống tham nhũng mà vi phạm, tôi xử lý trước. Tôi ở đây không phải là cá nhân tôi mà là cơ chế, luật pháp, làm sao phải xử lý trước. Không được cậy mình có quyền thế này, quyền thế khác, muốn làm gì thì làm thẳng thì uốn thành công che chắn cho nhau bản thân mình có trong sạch thì mới đi chống tham nhũng được chứ theo tổng bí thư cán bộ đảng viên trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ giữ danh dự biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng tiêu cực tổng bí thư từng lưu ý cha ông ta đã dạy thiện căn ở tại lòng ta chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài có tài mà cậy chi tài chữ tài liền với chữ tài một vần tránh tình trạng chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Thưa quý vị, sau khi bị khởi tố bắt tạm giam, ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã bị đề nghị khai trừ ra khỏi đảng. Vi phạm của ông Ánh chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tham nhũng của địa phương lại có hành vi tham nhũng là điều không thể chấp nhận và rất cần những biện pháp xử lý đủ sức gian đe. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.